mong đời một đời sống an lành. Xin Ngài vì bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lần cao thượng Thế Tôn thì lời hồi giảng dạy như vậy không gần gũi kẻ ác thân cần bận trí hiền cũng nhường bằng tôn đức là cuộc lần cao thượng ở trụ sư tín họ công đức trường đã làm chân chánh hướng tự tâm là cuộc lần cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chân là cuộc lần cao thượng hiểu thuần bằng sân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hằng nguyên thuận vì không nói lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn vương hóa thượng yết kiến sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như vậy không nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cầm nào. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thâm Má trên Bảo Tháp mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân tàu tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 136. Đại kinh nghiệp phân biệt. Maha Cam Mavit Hanja. Maha Cam Mavit Hành Gá, từ câu 1136 đến 1142 sẽ được Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dân mít đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất
tường những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia. Cảm ơn Phong Lan Quang Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch việt, bài 136 tại kinh nghiệp phân biệt Mahakammavipanga từ câu 1146 đến 1142 sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính và bạch quý Ngài, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm qua là bài kinh tuyển nghiệp phân biệt, hôm nay là bài kinh đại kinh nghiệp phân biệt. Cái tựa đề phân biệt tiểu kinh và đại kinh ở trong trường hợp này nó vừa có hai nghĩa. Một là vì cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt, bài kinh tiểu kinh đó thì ngắn hơn, còn bài kinh hôm nay thì dài hơn một chút, nhưng cũng có nghĩa là ở đây ở tiểu kinh về nghiệp phân biệt đó, là Đức Phật Ngài giảng về những cái nghiệp hành đưa đến bảy cặp phạm trù tốt xấu, rất là dễ hiểu. Còn hôm nay về đại kinh nghiệp phân biệt đó, thì Ngài trình bày những cái khía cạnh rất sâu kín mà chỉ có Đức Như Lai mới hiểu được nghiệp lực đó của chúng sanh. Nên bài kinh này khó hơn một chút. Ngày hôm qua có câu thảo luận mà Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu để hỏi chúng tôi đó. Thì nghe nói nghiệp quả bất khả tư nghi, mà cũng mà ở trong cái bài kinh tưởng nghiệp phân biệt này thì rõ ràng là Đức Phật nêu lên nhân nào quả nấy cũng dễ hiểu thôi. Thì giữa cái câu nói nhân nào quả nấy ở đây trong bài kinh này, bài kinh tiểu nghiệp, với cái câu đối là nghĩ quá bất khả tư nghi, không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ và bàn luận được. Thì như vậy ý nghĩa để giải thích như thế nào thì thưa quý vị, chính hôm nay cái bài ở đại kinh nghiệp phân biệt đó là cho chúng ta một cái câu trả lời về nghiệp quả bất khả tư nghi.
Vì ngày hôm nay Đức Phật Ngài đề cập đến những cái trường hợp có nghiệp không thể, mà đúng là không thể, có nghiệp không thể nhưng mà dường như là có thể, có nghiệp có thể mà quả là có thể, và có nghiệp có thể mà dường như là không thể. Thì ở đây thưa quý vị, trong trường hợp này, vì rằng là có người sát sanh, sanh xuất địa ngục, cũng có người thấy sát sanh trợ cấp vân vân, nhưng mà họ chết sanh về cõi trời. Có người thấy là có người làm thiện bố thí trì giới sanh về cõi trời, cũng có thể có người làm phước bố thí trì giới mà sau khi mình chung họ sanh xuất địa ngục. Bốn trường hợp đó thì nghiệp phải trả lời thế nào đấy? Nếu như mà một vị sa môn bà la môn nào chỉ tuyên bố nghiệp quả người làm ác chắc chắn sanh xuống địa ngục, đó là họ quả quyết, điều này cũng sai. Nếu người làm thiện mà chắc chắn sanh về cõi trời thì cũng sai, không có thể được. Trong bài kinh này nhấn mạnh ở bốn loại nghiệp đó, chỉ có ở trong lĩnh vực trí của bậc chánh đẳng giới giác thì Ngài mới biết được tại sao. Thì ở đây chúng ta đọc cho kỹ cái đoạn chót thì chúng ta sẽ thấy một người hiện tại làm thiện hay làm ác, nhưng mà cái quả tái tục của tương lai nó còn tùy thuộc vào, nó có thể bị do cái nghiệp lực đã làm ở trong quá khứ, hoặc do giờ phút cận tử, cái nghiệp cận tử nghiệp đó, nó sanh khởi. Nó có nhiều trường hợp phức tạp lắm thưa quý vị. Về đoạn đầu của bài kinh đó thì chúng ta không cần phải quan tâm đến. Chúng tôi xin lưu ý Ngài giảng sư đó, cái đoạn đầu đừng có quan tâm đến. Cái đoạn mà Pothiliputta và Udayi thì chúng ta chỉ nói như là một cái duyên khởi thôi, đừng có quan tâm đến. Bởi vì cái đó là vị này trả lời sai, nhận xét sai là vị Đức Phật Ngài quở. Cho nên chúng ta chỉ quan trọng ở cho cái phần mà Đức Phật Ngài giảng cho Tôn giả Ananda về cái nghiệp phân biệt đó, đại nghiệp phân biệt đó. Cho nên bài kinh ngày hôm nay hoàn toàn không giống như bài kinh ngày hôm qua, nhưng mà lại có cái sự liên đới với nhau trong một ý nghĩa thấp và cao, ý nghĩa tổng quát và ý nghĩa chi tiết. Cho nên bài kinh hôm nay cũng do Thượng Tọa Pháp Đăng vị giảng sư trong ngày, ngày hôm qua Thượng Tọa đã giảng về bài kinh tứ nghiệp, thì hôm nay thêm một bài đại nghiệp phân biệt. Thì đại kinh nghiệp phân biệt thì nó sẽ bổ sung cho nhau về ý nghĩa. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC. Chúng tôi không biết là có phải do cô Nhật Quỳnh hay không, hôm qua chúng tôi bị hố ở chỗ thấy sư cô Khe Ma đọc lễ bá tảo dẫn thỉnh dẫn nhập, nhưng mà cuối cùng thì bị khác đọc chứ không phải là cô đọc. Cho nên hôm nay chúng ta hỏi kỹ. Ồ, như vậy là cô Nhật Quỳnh sẽ đọc bài. Xin mời cô Nhật Quỳnh đọc bài cho, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
con xin được đọc Phật chánh văn. Bài 136 Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt Maha Cầm Ma Quýt Hành Giác. Như vậy tôi nghe 1136, kẻ không được nghe hỏi, người không được biết. Câu chuyện bắt đầu từ một du sĩ ngoại đạo tên Hotali Buddha nêu lên một câu hỏi với tỳ kheo Samithi. Người hỏi không nắm vững mình muốn hỏi gì, lại mượn danh Phật. Người trả lời không có đủ khả năng phân tích nghi vấn và đã trả lời. Bài kệ tỳ kheo Samithi bị bậc đạo sư khiển trách. Thiếu trí Phật Chá Gá Há. Quý vị Quỳnh Quang Hỷ xem là mic ở trong room không còn nghe được nữa. Dạ, con xin sám hối, con mới vừa bị té. Con xin đọc lại ạ. Đạo Tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Sau khi đi đến nói lên với tôn giả Samithi với những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Hotali Buddha thưa với tôn giả Samithi. Này hiện giả Samithi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân nghi nhận như sau. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ nghiệp là chân thật. Và có thiền chứng Sammabatthi do thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Này hiền giả Hotali Buddha, chớ có nói vậy. Này hiền giả Hotali Buddha, chớ có nói vậy. Chớ có phỉ báng Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp. Chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và hiện giả có một thiền chứng cho thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa hiện giả Samithi? Không lâu, thưa hiện giả, có 3 năm. Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các tỳ kheo trưởng lão làm gì khi một tân tỳ kheo nghĩ rằng cần phải bảo vệ đạo sư như vậy. Thưa hiện giả Samithi, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy có cảm giác gì? Này hiện giả Hotali Buddha, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy có cảm giác khổ đau. Rồi du sĩ ngoại đạo Hotali Buddha không tán thán cũng không phản đối lời nói của tôn giả Samithi. Không tán thán, không phản đối du sĩ ngoại đạo
Gotali Buddha từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi tôn giả Samithi sau khi du sĩ ngoại đạo Gotali Buddha ra đi không bao lâu, liền đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samithi kể lại cho tôn giả Ananda tất cả cuộc đàm thoại với tu sĩ ngoại đạo Gotali Buddha. Sau khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Samithi: Này hiền giả Samithi, đây là đề tài một câu chuyện cần phải ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Samithi, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến hãy trình bày lên Thế Tôn rõ ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. Thưa hiền giả, tôn giả Samithi vâng đáp tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda và tôn giả Samithi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda trình lên Thế Tôn tất cả câu chuyện giữa tôn giả Samithi với du sĩ ngoại đạo Gotali Buddha. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, ta chưa từng thấy du sĩ ngoại đạo Gotali Buddha. Thời câu chuyện này từ đâu xảy ra? Này Ananda, câu hỏi đáng lý phải trả lời phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Gotali Buddha. Lại được Samithi thiếu hiểu biết trả lời theo một chiều. 1137. Người mê lầm biện hộ cho người mê lầm. Tỳ kheo Udayi giống là người hay nói và thường nói, không vụng về, đã có phát biểu bên vực tỳ kheo Samithi. Khi nghe nói vậy, tôn giả Udayi bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nếu đây là ý nghĩa của tôn giả Samithi nói lên, thời cảm giác gì người ấy cảm thọ là cảm giác khổ đau. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của Udayi thiển cận này. Này Ananda, ta biết rằng nếu nay Udayi này mở miệng ra đề cập vấn đề gì, ông ấy sẽ mở miệng đề cập một cách không như lý. Ajo Niso. Này Ananda, thật sự chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Gotali Buddha hỏi về ba cảm thọ. Này Ananda, nếu Samithi thiếu hiểu biết này được du sĩ ngoại đạo Gotali Buddha hỏi như vậy và trả lời như sau: Này hiền giả Gotali Buddha, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ. Này hiền giả Gotali Buddha, nếu ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Này hiền giả Gotali Buddha, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ, bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Nếu trả lời này Ananda, Samithi đã trả lời một cách chân chánh cho du sĩ ngoại đạo Gotali Buddha. Và lại nữa, này Ananda, những kẻ du sĩ ngoại đạo thiếu hiểu biết, kém học, họ sẽ hiểu được đại phân biệt về nghiệp của Như Lai. Này Ananda, hãy nghe Như Lai phân tích đại phân biệt về nghiệp.
1138. Bốn hạng chúng sanh ở đời trong cái nhìn đại loại. Người làm ác không hẳn sanh vào cảnh khổ, hay ngược lại, người làm thiện không chắc chắn sanh vào cõi an lạc sau khi chết. Mới nghe rất nghịch lý, nhưng phải hiểu vấn đề sâu xa hơn. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời. Thế Tôn hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vị này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, có bốn loại người này có mặt ở đời. Bốn, ở đây, này Ananda, có người sanh lấy của không cho. Dạ, con sai, con đọc lại ạ. Có người sắc sanh lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh, vân vân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sắc sanh, vân vân, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 1139. Bốn cái thấy, nhưng thấy không tới. Ngay cả những sa môn chứng đắc thiền định, có thiên cảnh giới sanh tử của chúng sanh, cũng không hiểu tường tận vấn đề nhân quả. Ở đây, này Ananda, có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây sắc trong các dục, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói hiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ thú, đọa xứ, địa ngục. Vì ấy như sao? Thật sự có những ác nghiệp, có ác hạnh, đã thấy con lấy của không cho, vân vân, nói lời hay lời kiến dữ, chắc chắn tất tà kiến. Sau khi đọc ngục, những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra điều hư vọng. Ở đây, này Ananda, có sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn vân vân, vị ấy thấy có người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào cõi, vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau: thật sự không có những ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh,
bà ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, vân vân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều được sanh vào thiện thú thiên giới. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, có lẽ là Nhật Quỳnh đã bị trục trặc đường nét, để con xin được điện khuyết. Cảm ơn Sư Phụ Đăng. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực. Ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây này Ananda, có Sa môn hay Bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, vân vân, vì ấy thấy có người ở đây từ bỏ sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Vì ấy nói như sau: thật sự có những thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà. Như vậy, điều này vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực. Ngoài ra, đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có Sa môn, vân vân. Vì ấy thấy có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, đến có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì ấy nói như sau: thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực. Ngoài ra, đều là hư vọng. 1140. Những điều chỉ có Như Lai mới có thể thấu suốt. Chỉ có Phật trí mới thấy rõ chắc chắn có nghiệp thiện ác. Nghiệp ác tạo quả khổ, nghiệp thiện tạo quả vui. Nhưng cảnh giới tái sanh không tương ứng vẫn có thể xảy ra vì tâm trạng giờ phút lâm chung và quan kiến chấp thụ tạo nên sai biệt. Ở đây này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sau: chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp. Như vậy ta chấp nhận cho vị ấy. Vị ấy nói như sau: tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, chính có tà kiến.
Sau khi tân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, rõ xứ, địa ngục. Như vậy, ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho vân vân, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy như sau, những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà La môn nào nói như sau? Chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau, tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, cho đến có tà kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho, vân vân, tất cả sau khi thân ngoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau, những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự biết, tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà La môn nào nói như sau? Chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau? Tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, tất cả sau khi thân ngoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau, những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà La môn nào nói như sau? Chắc chắn không có thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau, tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, có chánh kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, đọa ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau, chắc chắn những ai từ sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến. Tất cả sau khi thân ngoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, rõ xứ, địa ngục. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau, những ai biết như vậy,
những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tạp kiến. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai vì đại phân biệt về nghiệp. 1141. Thấy vậy nhưng không hẳn là vậy. Nghiệp không phải chỉ tạo trong đời này mà còn nhiều đời trước. Quả nghiệp không phải chỉ có chỗ hiện kiếp mà còn kiếp kế tiếp và nhiều kiếp sau nữa. Nghiệp tạo hàng ngày không quyết định tất cả mà còn phải kể tâm trạng ở giây phút lâm chung. Hơn thế nữa, người làm lành vẫn có thể mang cái nhìn tà kiến. Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không cho, vân vân, cho đến có tà kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, rõ xứ, địa ngục, vân vân. Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm lúc trước. Hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau. Hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân ngoại mạng vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, và ở đây, và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho vân vân, cho đến có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không cho, vân vân, cho đến có tà kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy bị sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm lúc trước. Hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm về sau. Hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho, vân vân, cho đến có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến, sau khi thân ngoại mạng, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm từ trước. Hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm về sau. Hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến, người ấy lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến, sau khi ngoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, rõ xứ, địa ngục, vân vân. Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm từ trước. Hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau. Hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, rõ xứ, địa ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, cho đến có chánh kiến, người ấy lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. 1142. Câu kết nói lên tất cả điểm tế nhị của vấn đề. Câu Phật ngôn sau cùng rất cô động mà nói lên tất cả những ý nghĩa sâu kín. Bản dịch tiếng Việt dùng nhiều chữ Hán khiến cho khó hiểu, nên dịch là: như vậy, này Ananda, có nghiệp không thể mà đúng là không thể. Có nghiệp không thể dường như có thể.
có nghiệp có thể mà quả là có thể, có nghiệp có thể mà dường như không thể. Nên đó, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ vô hữu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Nên đã hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Chính kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. À, trong cái bài học hôm nay đó thì có những cái điểm mà chúng ta cần phải nắm bắt. À, đối với cái bài học hôm nay đó thì cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần nhớ đó là Đức Phật Ngài nói về cái việc mà một người nghe chánh pháp có hai cái lợi ích. Một là người đã chứng đắc đạo quả ngay trong hiện tại. Hai là người bỏ tà kiến trước khi chết. Đó là hai cái lợi ích của người nghe pháp. Và ở cái bài học hôm nay đó thì chúng ta nghe về cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Hôm nay chúng ta nghe Đại Nghiệp Phân Biệt. Nhưng mà ở đây có nhiều cái lý pháp rất là sâu sắc mà Đức Phật Ngài nói rằng vì là người có cái pháp hành, có cái gọi là cái đời sống phạm hạnh, nên Đức Phật Ngài tuyên thuyết về Đại Nghiệp Phân Biệt này. Chúng ta cần phải nắm bắt như vậy. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật Ngài nói về một người mà sát sanh, trộm cắp, hay là mình gọi chung là người đã thực hành 10 cái ác nghiệp. Nhưng mà rồi một người thực hành 10 cái thiện nghiệp. Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà luân hồi thì những cái nghiệp quả này trổ sanh. Đây là điều chắc chắn. Nhưng mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh nữa, cái việc mà mình làm ác nghiệp đó thì cái vòng luân hồi, nếu mình còn luân hồi thì nó trổ sanh là đúng. Dù là thiện nghiệp thì trổ sanh thiện quả, ác nghiệp trổ sanh ác quả. Nhưng mà nếu mà nói dù cho Đức Phật Ngài tuyên bố có một người có thiên nhãn thuần tịnh, đó là sanh tử trí đó, mà của một vị chư thiên, hay là một cái vị đạo sĩ tu thiền, hay là một vị thinh văn, hay là một vị Phật toàn giác hay Phật độc giác, các vị đó nếu mà vị nào chứng được thiên nhãn thông đó, mà hôm qua chúng tôi nói cái gì đó là sanh tử trí, thấy được sự sanh tử chúng sanh, nhưng mà trong cái thấy đó đó mà người đó tuyên bố có người mà làm 10 cái ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi làm việc nói hai lưỡi, nói âm thật, nói thi dệt, nói nhảm nhí ích, hay là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Mà nếu người đó thấy người đó mà sanh lên, sanh vào cõi khổ đó, là người đó tuyên bố người làm ác nhất định sanh vào cõi khổ. Điều này Đức Phật không chấp nhận, không chấp nhận. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta nói là một người mà làm 10 cái việc ác đó, thì chúng ta cũng thấy đương thời đó là khi mà chúng ta chưa có tu hành phạm hạnh thì chúng ta có thể, trước đó chúng ta có thể làm như vậy, hay là sau cuối cùng đó chúng ta gặp được Đức Phật hay là đệ tử Đức Phật, chúng ta nghe một bài pháp mà nhưng mà chúng ta có thể đoạn trừ được những cái ác pháp mà đưa đến đọa xứ. Mình nói chung, mình nói như vậy đó, mình thấy như Đao Phủ Thủ Nanh Đồng vậy đó. Đao Phủ Thủ Nanh Đồng á, 4 ngày đầu là giết 2.000 người, thiếu cái đầu của ông ta. Vì vua bắt được cái hướng đông là 500 người, ông ta đứng ra chặt đầu, trong đó ông ta được tha. Và hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc á, mỗi hướng 500 người, và ông chặt đầu 4 ngày đầu á, là 2.000 người, thiếu cái đầu của ông ta. Ông ta làm như vậy đến cuối đời luôn. Có nghĩa là ông ta làm 55 năm, làm cái nghề Đao Phủ Thủ. Nhưng mà khi mà Ngài Sariputta Ngài thấy được cái duyên lành quá, và Ngài thuyết pháp, ông đắc đạo quả Tu Đà Quần. Khi mà ông đắc đạo quả Tu Đà Quần á, thì ông không sanh vào đọa xứ nữa. Vì cái đạo quả nó trở thành vô hiệu nghiệp đối với 4 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nên ông ta không bao giờ sanh vào đọa xứ. Như vậy nếu một cái người mà nói người làm ác nhất định phải sanh vào đọa xứ, điều này cũng chưa chắc. Chưa chắc là mình nói về cái đời sống phạm hạnh, có cái sự tu chứng, nên trước đó người đó làm cái nghiệp đó đi, nhưng mà
mà cuối cuộc đời của người đó đó, người đó có thể nghe bài pháp, có thể bố thí cúng dường, và người đó giữ được cái chánh kiến, lúc chết người đó không sanh vào khổ cảnh mà sanh vào nhàn cảnh. Nhưng mà nếu mà người nào nói là người đó đó nhất định làm ác như vậy là sanh vào khổ cảnh, điều này cũng chưa chắc. Chưa chắc cái ý nghĩa là cái chỗ mà người này thực hành phạm hạnh trong cái cuối cùng. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy, nếu một người nào nói rằng một người hành thiện cả đời khi chết họ sanh lên cõi trời, chúng ta nói như vậy, hay là những người mà có thiên tịnh họ thấy người làm lành sanh lên cõi trời, nên họ nói rằng tất cả người làm lành đều sanh lên cõi trời, điều này cũng không chắc. Không chắc tại vì sao? Vì thường thường chúng ta làm lành, nhưng mà chúng ta lại có một cái sự suy nghĩ trước lúc lâm chung, chúng ta suy nghĩ không có đúng. Chúng ta thấy như là Hoàng hậu Malika đó, là một vị làm phước độc nhất vô nhị trong cuộc đời của Đức Phật, có nghĩa là cái phước rất là lớn. Nhưng mà Hoàng hậu đó lúc chết đó, nhớ nghĩ một cái lỗi lầm nhỏ. Một cái lỗi lầm đó mà Hoàng hậu đã qua mặt Đức Vua luôn. Hoàng hậu thông minh đến nỗi mà Hoàng hậu nói đó, mà Đức Vua Basenadi đó cũng chấp nhận là Hoàng hậu không có lỗi. Có nghĩa là chỉ có Đức Vua trên lầu nhìn xuống thấy Hoàng hậu, và Hoàng hậu thấy và kêu Đức Vua xuống, Hoàng hậu nói như vậy mà Đức Vua đã thu cái trí của Hoàng hậu, và cuối cùng thì không ai biết hết. Nhưng mà Hoàng hậu bị cái sự rây rứt đó, nên lúc chết Hoàng hậu lại sanh vào khổ cảnh. Tuy rằng cái khổ cảnh nó không lâu, nhưng mà cũng là người sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu một người có thiên nhãn đó, mà mình nói một người đời thường đó, họ nói ồ, Hoàng hậu làm như vậy thì chắc chắn sanh lên cõi trời. Nên quý vị thấy ở trong kinh nó mô tả một cái chuyện mà Hoàng hậu Malika đó, Đức Phật đã dùng thần thông cho Đức Vua không có hỏi. Đức Vua không hỏi ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến khi Hoàng hậu Malika sanh lên cõi trời đó, Đức Phật mới xả bỏ thần thông. Xả bỏ thần thông thì Đức Vua mới hỏi Hoàng hậu Malika sanh lên đâu, thì Đức Phật đã sanh lên cõi trời. Thì quý vị thấy Đức Vua lúc bấy giờ đó còn nói rằng Hoàng hậu mà không sanh lên cõi trời chứ ai sanh lên cõi trời. Tại vì cái gì mà Đức Vua cho đó, Hoàng hậu cũng để như là y giải đó, thì Hoàng hậu nói rằng để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Còn vật thực đó thì Hoàng hậu cũng nói để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Như vậy mà Hoàng hậu không sanh lên cõi trời chứ ai sanh lên cõi trời. Nhưng mà Đức Vua không biết rằng Hoàng hậu đã sanh vào cõi khổ. Nhưng mà cái nghiệp ác cõi khổ chỉ có thời gian 7 ngày thôi. Như vậy là chúng ta nên hiểu một cái người khi trước khi chết đó, một cái tà kiến khởi lên mà người đó chấp chặt. Dù là người đó hiện đời đó, là người đó làm những cái thiện nghiệp, nhưng mà lúc lâm chung đó, người đó chấp chặt một cái tà kiến. Câu chuyện này chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện bên Miến Điện. Có một vị pháp sư đó rất là giỏi. Có người mẹ có quả tấm hình. Bà mẹ là người bố thí giữ năm giới và bắt quan trai giới vào những ngày bắt quan trai giới. Nhưng mà bà mẹ đó là lúc mà vị người con trai đó đi thuyết pháp nhập hạ ở vùng xa mà không có về được đó, bà nhớ cái đứa con của bà khóc riết, bà khóc đến nỗi là bà khóc, bà cứ nhìn tấm mình bà khóc riết như vậy. Sau khi thân hoại mệnh chung á, bà lại sanh làm ngã quỷ. Và cái vị tỳ khưu đó đó đi về đó, hỏi ra cái việc mà mẹ mình chết đó, thì những người anh người chị nói như vậy đó. Thì đêm hôm đó đó thì cái vị trưởng lão đó nhìn thấy bà tới bà xin phước, và bà nói rằng hãy cúng dường chư tăng trong làng và cúng dường y để cho bà nhận phước. Mà sau này bà nhận phước được. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà họ làm thiện, nhưng mà lúc họ lâm chung đó mà họ ôm ấp một cái tà kiến. Cái tà kiến ở đây mình thì hiểu rằng cái tâm tham á, tâm tham tà kiến, mình chấp ngũ quẩn là mình, con cái là mình. Mình không thấy được cái vấn đề, mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình có con rồi lúc chết mình sẽ có con lo cho mình lúc mình chết. Nó không phải vậy. Nó còn tùy nữa. Bởi vì những cái người ngu nghĩ con tôi, tài sản tôi, kẻ ngu hay nghĩ quấy đó, con đâu tài sản đâu. Thật sự đó, con và của chúng ta đó, nó có thể rất là, nó có thể rất là những cái điểm đem đến cái sự ràng buộc chúng ta. Chúng ta thấy như Vua Asoka vậy đó, là lúc mà gần chết đó, là Vua Asoka kêu cái vị quan thủ cố xuất ra cúng dường chư tăng, mà cái vị quan thủ cố nó không chịu cúng dường. Vua sân hận vua chết, vua sanh làm con rắn, vua sanh làm con rắn, vua chờ cái vị quan ra để vua mổ những người quan đó.
Nhưng mà sau này vua được nghe pháp và vua xả bỏ cái thân rắn sanh lên cõi trời. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tại sao cái bài kinh Thiện Kiến Dương Tu Hành á, Đức Vua Thiện Kiến nói với cung tần phi nữ hoàng hậu, với tất cả mọi người, khi mọi người nói với Đức Vua Đại Dương hãy nhớ đến hậu, nhớ đến hoàng tử công chúa này kia nọ, thì Đức Vua Thiện Kiến Dương mới nói rằng: này các khanh, này các hậu đừng nói như vậy. Các hậu hãy nói với ta như thế này: này Đại Dương đã hưởng những cái dục lạc suốt thời gian như vậy rồi, bây giờ đến giờ, đến thời gian lâm chung, Đại Dương hãy hướng tâm đến thiên giới. Thì giờ bây giờ chúng ta nói rằng trong cái bài kinh nó nói như vậy thì chúng ta thấy tại sao nó nói như vậy. Thì nếu mà mình mình thấy không, nếu mà mình hướng tâm đến thiên giới thì mình nghĩ chư thiên có giới, có tàm, có quý, có văn, có thí, có tuệ. Thì bây giờ mình muốn sanh lên chư thiên đó, mình phải có tàm, quý, có văn, thí, giới, tuệ. Như vậy thì đó là những cái nhân tương ưng để sanh lên cõi trời. Còn nếu mà mình không như vậy đó, thì quý vị mới thấy rằng trong cái câu chuyện Pháp Cú có một cái câu chuyện vị trưởng lão đó. Vị trưởng lão đó có cái bảo điện, nhưng mà quyến thuộc của vị đó đó luyến tiếc cái bảo điện đó, và cái bảo điện nó chết thì lúc mà nó chìm thì những cái loài tôm cá là quyến thuộc của vị đã sanh trong đó. Như vậy thì nhiều khi quý vị biết rằng nếu mà mình có cái bảo điện nhưng mà mình chết á, mình đâu có làm gì ác đâu, mình không làm gì ác hết, nhưng mà mình luyến tiếc cái bảo điện đó, mình chết mình sanh làm những loài ngã quỷ, những loài phi nhân. Cái chuyện này chúng ta thấy những ngôi nhà ma đó, nó có những cái câu chuyện ngôi nhà ma. Thì những ngôi nhà ma đó, trong đó tại sao người ta sanh làm ma? Mình đừng bao giờ nghĩ rằng người đó làm ác mà họ sanh làm ngã quỷ ở đó hay là phi nhân ở đó. Nhưng mà có nhiều người họ không làm ác, nhưng mà lúc họ chết họ luyến tiếc. Chính cái luyến tiếc đó đó mà mình thường nói rằng cái tâm tận tử, cái tâm tử nó dính liền cái tục sinh. Cái tâm tử là mình nhớ cái gì lúc mình chết thì mình dính liền vào cái sự tục sinh đó. Nên trong vị pháp mới nói là dính liền cái tục sinh. Như vậy thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài bác bỏ những cái vị mà có thiên nhãn thuần tịnh tuyên bố, vì cái tuyên bố đó nó không giống Phật trí. Phật trí là Đức Phật ngài thấy có nhiều khi là cái người đó họ làm thiện, nhưng mà lúc mà chết họ ôm ấp một cái tà kiến, và với cái nghiệp ác đó, đó có thể đưa họ sanh vào khổ cảnh. Mà nếu người này nói rằng người làm lành mà chết sanh vào khổ cảnh thì chỉ có như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng, thì Đức Phật ngài bác bỏ. Ngài bác bỏ là cái nghĩa là không có như vậy. Có nghĩa là người đó làm thiện nhưng mà ôm ấp một cái tà kiến trước khi chết nên người đã sanh vào khổ cảnh. Chúng ta hiểu cái tâm tử dính liền tục sinh ở chỗ này. Cái điểm này Đức Phật gọi là đại nghiệp phân biệt là như vậy. Và điều nữa đó, nếu mà người đó đó có một cái chánh kiến, có một cái chánh kiến là mình nghe pháp, mình nhớ là cái chánh pháp, tuy rằng đời sống mình có lấp dấp phải những cái tội lỗi, có thể là sanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu, nhưng mà lúc mình chết lâm chung mình an trú ngoài chánh pháp thì cũng có thể cho mình sanh lên cõi trời, chứ không có hẳn rằng mình sanh vào cõi khổ. Tại vì cái tâm mình có tu tập á, nên Đức Phật nói vì vậy đó phạm hạnh được trình bày. Phạm hạnh là con đường tu tập được trình bày là như vậy. Nên Đức Phật ngài mới tuyên bố người nghe pháp có hai cái lợi ích: một là đắc đạo quả ngay hiện tại, hai là rũ bỏ cái tà kiến trước khi chết. Rũ bỏ tà kiến có nghĩa là cái gì hiểu sai chánh pháp mà mình đương thời mình chấp chặt, nhưng mà lúc mà mình trước khi lâm chung mình thấy điều đó là sai lầm, mình từ bỏ, mình rũ bỏ cái tà kiến đó, thì mình cũng có thể được sanh cõi trời. Như vậy thì Đức Phật với cái tâm của mình biết được tâm của chúng sanh. Và Đức Phật ở trong cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt này, mình có một điểm như thế này quý vị: có những cái nghiệp đó, mà ở trong cái dòng luân hồi mình đã tạo từ trước. Chúng tôi thí dụ như một người đi buôn bán, người đó có tài sản nhiều, và cái tài sản đó, đó giúp cho người đó 100 năm không phải đi làm thì có những cái điều mà Đức Phật ngài nói đó, có nghĩa là một người họ làm cái nghiệp thiện quá lớn đó, có thể hàng trăm ngàn kiếp họ không rơi vào đọa xứ. Nói như vậy đó, thì chứng minh một điều là gì? Một cái thiện nghiệp đó nó mạnh quá đi, nó mạnh, nó có khả năng trổ sanh nhiều kiếp về sau. Cũng như là cái câu chuyện mà tôn giả Ananda và tiên chủ Đích Thích, cũng như là một cái vị tu sĩ mà nói cái thuyết cái luân hồi giống như cuồng chỉ vậy đó, thả từ từ nó hết chứ không có nhân quả. Vì có một người tớ trai đó nhớ được kiếp trước mình là người cư sĩ giữ năm giới, bây giờ sanh làm tôi tớ. Rồi có một vị đó là tể tướng,
nhưng mà kiếp trước là đồ tể, chết đi nhưng mà ông ta nhớ được một kiếp, ông kiếp trước là ông ta làm đồ tể, bây giờ ông sanh ta, ông ta sanh làm tể tướng. Nên lúc bấy giờ hai người đó đồng ý với cái vị du sĩ thuyết cái thuyết mà gọi là cuồng chỉ đó, có nghĩa là đời sống luân hồi mình giống giống cuồng chỉ, luân hồi bao nhiêu kiếp tự nhiên mình trong sạch thanh tịnh, nó không có nhân quả. Như là cuồng chỉ thả hết cuồng chỉ đó, là thời gian luân hồi mình bao nhiêu thời gian vậy đó thì mình sẽ chấm dứt luân hồi. Thuyết luân hồi tịnh quá đó quý vị, như vậy đó, thì hoàn toàn là cái sự sai lầm. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng lúc bấy giờ đức vua đó đi theo cái hội chúng đó đi vào gặp vị đạo sĩ nói như vậy, đức vua về không cho con gái mình cúng dường hồi hướng phước chư thiên gì hết á, nói cuộc đời là hên xui tình cờ thôi chứ không có phước, không có gì mà bố thí cúng dường có phước gì hết á. Thì lúc bấy giờ tiền thân của tôn giả Nanda là một cái con gái, trong kiếp đó là nói về tôn giả Nanda là một người con gái. Thì lúc bấy giờ tôn giả Nanda mới nguyện với chư thiên, với thiên chủ Đế Thích á, hãy dùng cái quy lực chư thiên để cảnh tỉnh cha của mình đại chính vào tà kiến. Thì lúc bấy giờ thiên chủ Đế Thích á, mới hiện ra, mới nói cái kẻ ngu si kia đó, nó ngu si, nó không biết gì. Nếu mà cuộc đời luân hồi là tịnh quá thì tu làm gì, không tu làm chi cho nó cực khổ vậy. Tại vì thuyết luân hồi tịnh quá là luân hồi rồi nó sẽ trong sạch, thì mắc gì phải tu làm chi, phải kiên cử cái này kiên cử cái kia, phải giữ giới này giữ giới kia làm chi vậy. Kẻ ngu si kia đó là cái thuyết đó, nó bị tà kiến. Nếu mà người đó nói tự mâu thuẫn, nếu mà luân hồi tịnh quá thì không tu làm chi. Đây là cái điều mà lúc bấy giờ đó thì cái vị thiên chủ Đế Thích mới nói rằng cái người mà làm tớ trai đó kiếp trước nữa đó là mắng chửi cái vị thánh A La Hán khi mà vị đó hỏi con đường vào thành, mà người này là người chăn bò, tức quá ông mới nói mấy mốt cái nước đi làm tôi tớ chứ làm gì mà đường đi vô thành mà không biết, nên mắng chửi cái vị Phật độc giác á, cái nghiệp quả chưa có trổ sanh nhưng mà sau cái kiếp làm cư sĩ đó bây giờ nó trổ sanh, cho thầy sanh làm tôi tớ. Rồi cái vị mà đời trước làm đồ tể đó mà sao sanh là tể tướng đó, thì thiên chủ Đế Thích cho biết rằng cái vị đó kiếp trước nó cúng dường cái bảo tháp của Đức Phật, cái bảo tháp đó cúng dường cái bảo tháp đó kiếp trước nó cho ra cái quả bây giờ còn làm tể tướng. Tuy rằng trước đó làm đồ tể nhưng mà cái nghiệp đồ tể nó không có khả năng để cho cái người đó sanh vào trong cái khổ cảnh mà cho người đó sanh vào nhàn cảnh. Nên hai cái người này đồng ý với ông du sĩ mà thuyết về cái thuyết luân hồi tịnh quả, có nghĩa là không có đời sống là tình cờ hên xui mình gặp mà chuyện tốt chuyện xấu thôi chứ không phải là nhân quả. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng đó là một cái tà kiến mà Đức Phật đó ngài cho chúng ta biết rằng cái nghiệp như chúng tôi nói vậy đó, mình làm một cái việc thiện đó, cái động lực thứ nhất đó cho ra hiện báo nghiệp, nhưng mà nếu nó không cho ra hiện báo nghiệp nó trở thành áo hô si tâm là vô hiệu nghiệp. Nhưng mà còn cái động lực thứ bảy, cái động lực thứ bảy nó cho sanh báo nghiệp là cho kiếp sau, nhưng mà nếu nó không cho kiếp sau nó trở thành vô hiệu nghiệp. Nhưng mà còn bảy cái động lực giữa, còn năm cái động lực giữa trong bảy cái động lực đó, cái động lực thứ nhất cho ra hiện báo nghiệp, động lực thứ bảy cho sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa nó cho ra hậu báo nghiệp, là từ đời thứ ba đến vô lượng kiếp nó có khả năng để tổ quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, nên ngài thuyết về cái nghiệp đó không giống như là những người có thiên nhãn thấy. Họ thấy họ nói rằng cái nghiệp nhất định là, nhưng mà Đức Phật không, nghiệp đó thấy như vậy nhưng mà nó không phải như vậy, nên nghiệp hữu mà tự vô, thấy có nhưng mà tự như không. Còn cái nghiệp mà vô tự hữu, thấy không có nhưng mà lại có, vô nhưng mà tự hữu, vô là không nhưng mà tự có. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Rồi nghiệp hữu tự hữu, thấy có nhưng mà có. Nghiệp hữu nghiệp thì chúng ta thấy nghiệp nghiệp hữu tự vô, nghiệp hữu tự hữu, nghiệp vô tự hữu, có nghiệp hữu tự hữu, có nghiệp hữu tự vô. Hữu là có nhưng mà tự là vô là không. Có thấy nó như có nhưng mà nó không. Thì chính cái điểm mà chúng tôi nói vậy đó, đó là một cái thiện nghiệp mạnh mẽ, một cái thiện nghiệp to lớn, có thể cho người đó sanh vào nhiều trăm kiếp, sanh vào cõi trời. Nên đó, quý vị thấy Đức Phật ngài tuyên bố ngài nói phá suốt 100.000 đại kiếp như vậy đó, rơi vào khổ cảnh chỉ sanh trời người thôi. Nhưng mà chúng ta biết là 100.000 đại kiếp như vậy đó mà sanh trời người không đó, tất nhiên là kiếp nào cũng phải làm thiện hết, theo chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà cái mãnh lực đó, mà chúng ta thường nghe nói, cũng như hôm qua chúng tôi kể về ngài Ubali đó, ngài cúng dường cái từ viện, ngài xây cái hàng rào xong đó,
mà Đức Phật ngài tuyên bố là tôn giả bởi lý khi mà làm thiện nghiệp đó, 72 lần làm thiên chủ đế thích, 72 lần làm vua chuyển lên thánh dương. Cho đến làm vua lâu như vậy đó thì gặp Đức Phật mà khởi lên cái sự bất kính, tự xua voi và tùy tùng đến. Nhưng mà khi mà Đức Vua trở về đó, mình mấy Đức Vua nóng lên. Đức Vua mới nghĩ mình phạm đến một người có giới hạnh. Đức Vua cùng với tùy tùng đi sám hối. Sau đó đó là không sanh vào khổ cảnh, nhưng mà lại sanh làm người, làm người giai cấp thấp, là người thợ cạo Ubali. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta nghe pháp đó, để chúng ta thấy được chánh pháp, và cái việc mà chúng ta rũ bỏ tà kiến, đó là điều cần thiết, và chúng ta gìn giữ chánh kiến là điều cần thiết. Nên thường thường chư tăng mới nói chúng ta đó, để chúng ta tu đó, chúng ta hãy trắc nghiệm sự tu của mình như thế nào. Một là mình ngủ, trước khi ngủ mình có chánh niệm, mình có cái đề mục tu tập, đó là cái người có tu. Nếu mà mình ngủ mà mình để cái tâm mình nó suy nghĩ những cái điều không tốt đó, mà lỡ trong giấc ngủ mình tử luôn đó, thì nó sẽ nguy hiểm. Hai là lúc mình bệnh đó, mình bệnh đó, mình coi mình có giữ được chánh kiến hay không. Còn nữa, ví dụ như là như vậy đó, thì lúc mình chết đó, mình thấy cái tâm mình như thế nào, mình có giữ gìn được chánh kiến không. Nếu mình có được đó, mình gọi là có tu. Còn nếu mà mình đó, mình ngủ mà mình có tu, mình ngủ mà để cái tâm mình nó trôi lăn, muốn cái gì nó được cũng được hết, thì nó rất nguy hiểm. Hai, lúc mình bệnh mình tu, nhưng mà lúc mình bệnh mình cọc cằn khó chịu. Nên thường thường mới nói rằng cái người bệnh mình săn sóc người bệnh giống như cúng dường Đức Phật. Đức Phật này nói rằng săn sóc người bệnh để cho cái người bệnh họ có một cái bệnh nó thiên giảm. Điều thứ nhất là thường nhắc nhở Phật pháp cho người đó, để cho người đó an tâm vào trú vào cái thiện pháp, và khích lệ người đó, để cho người đó có cái sự an trú. Nên khi mà cái người bệnh họ có những cảm thọ đau đớn, nhưng mà mình làm sao mình nhắc nhở họ cho họ biết được cái thân này là bệnh hoạn, nhưng cái tâm đừng bệnh. Nên thường thường quý vị nghe Đức Phật này nói mong rằng thân ta bệnh nhưng mà tâm ta đừng bệnh. Thân bệnh nó có nghĩa là nó phải có những cái chứng bệnh, nhưng mà tâm không bệnh là cái tâm an trú được, thấy được cái thân thể này nó phải bệnh hoạn, thấy cái thân này sẽ chết, không thể nào tránh khỏi, thì đó mình gìn giữ cái chánh kiến. Như vậy thì trong cái bài học này đó, tuy rằng Đức Phật nói là đại nghiệp phân biệt, ngài khẳng định một điều là mình làm ác nhất định mình sẽ hưởng quả ác, quả thiện nhất định, đó là điều chắc chắn. Nếu mình luân hồi dài dài đó, mình sẽ gặp được những cái nghiệp ác nghiệp thiện này cho mình hưởng quả. Nhưng mà nếu nói rằng cái người đó làm ác xong rồi chắc chắn, dù là người đó có thiên nhãn thấy người đó sanh vào cõi vui hay là sanh vào cõi khổ đi, người đó tuyên bố chỉ có như vậy là chân thật, ngoài là hư vọng, Đức Phật này nói người đó hoàn toàn có cái tà kiến. Tuy rằng người đó thấy, nhưng mà người đó không thấy toàn diện. Cũng như là cái người này thấy được kiếp trước mà mình làm đồ tể vậy đó, thấy kiếp trước mình làm người cận sự nam giữ giới, bây giờ sanh làm người tôi tới. Cái thấy đó dù là có thấy như vậy, nhưng mà cái thấy đó chỉ thấy một kiếp thôi, chứ không thấy được nhiều kiếp. Thấy được cái nghiệp mà không thấy được cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, cái hậu báo nghiệp. Có thấy mà không thấy, giống như Đức Phật. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái nghiệp đó, của tâm chúng ta, cái động lực tâm á, nó điều chia ra cái hiện báo nghiệp là động lực thứ nhất, động lực thứ bảy là sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa là hậu báo nghiệp. Như vậy cái hậu báo nghiệp đó, nó có cơ hội để đổ sanh, mà điều đó nó chỉ có Đức Phật ngài liễu tri thôi, ngài mới thấy được toàn diện. Còn dù lát thấy như vậy, nhưng mà tuyên bố lên Đức Phật là chỉ tuyên bố mặt một về một đề. Điều thứ hai là chúng ta biết Đức Phật ngài dạy đó, nghĩa là chúng ta có khả năng chứng đắc đạo quả. Nếu mà chúng ta đắc tu đầu quần rồi, chúng ta sẽ không sanh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh, nhất định là không sanh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh. Như vậy thì những cái nghiệp nào chúng ta làm trở thành áo si câm, trở thành vô hiệu nghiệp hết. Vì vậy nên chúng ta hãy nỗ lực tu tập để đắc được đạo quả tu đầu quần, để đoạn trừ những cái nghiệp luân hồi mà chúng ta lúc mà chúng ta chưa có hiểu biết, chúng ta chưa có tu tập, chúng ta tạo những cái ác nghiệp đó. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập nỗ lực đó, thì chúng ta có thể đoạn trừ được những cái này với cái tâm đạo sơ đạo. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngài nói nghiệp đại nghiệp phân biệt chỉ có Đức Phật ngài biết được. Ngài biết được cái lãnh vực là chánh kiến, cái lãnh vực ôm ấp và chánh kiến, gìn giữ chánh kiến và cái sự ôm ấp tà kiến, và cái sự đắc chứng của một người, và cái hậu báo nghiệp của chúng sanh, những cái nghiệp từ lâu đã làm đó, nó có thể trổ sanh mà người đó không thấy được. Đức Phật ngài thấy, tuy rằng người đã làm ác như vậy, nhưng mà cái thiện nghiệp trổ sanh lúc người đó lâm
chung mà người đã gìn giữ một cái chánh kiến nên người đã sanh lên cõi trời. Nhưng mà rồi cũng có những người họ làm lành nhưng mà họ sanh vào cõi khổ, do họ trước khi lâm chung đó một cái tà kiến khởi lên hoặc một cảm thọ đau đớn nào khởi lên, rồi họ ôm ấp cái tà kiến, họ có thể sanh vào khổ cảnh. Điều này đó là Đức Phật Ngài thấy như vậy nên Ngài mới nói rằng tâm tử nó dính liền với tục sinh, có nghĩa là tâm chúng ta tâm tử đó nó chỉ dính liền tục sinh. Nên nó thường thường Ngài Tịnh Sử lúc sanh tiền Ngài còn á, Ngài nói cái nghiệp của chúng ta nó rất là nhiều. Chúng ta là người tu gọi là quỵt nợ, quỵt nợ có nghĩa là chúng ta ráng giác ngộ giải thoát, rồi những cái nghiệp nào nó trổ sanh nó không có cơ hội được trổ sanh. Vì Đức Phật nói rằng nghiệp trổ sanh nó có nương vào ngũ quẩn, nếu không có ngũ quẩn thì nghiệp nó đâu có trổ sanh. Cũng như đất để cho hạt giống, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nói rằng cái hạt giống tốt nó lên mà cỏ dại nó không lên. Đã là đất á, thì hạt giống tốt nó lên, cỏ nó vẫn lên. Thì chúng ta luân hồi còn dài đó thì nghiệp thiện nó có cơ hội trổ quả, ác có cơ hội trổ quả, đó là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực tu tập để chấm dứt luân hồi đó thì cái nghiệp nào mà nó còn trổ sanh được, ví dụ con chó nó dí con nai, nhưng mà con nai nó chạy đến cái điểm an lành rồi đó thì con chó nó không còn dí được. Còn khi mà con nai nó còn đi trên cái đường lang thang của nó đó thì nó có cơ hội bị con chó giật chết. Nếu mà nó chần chờ, con chó nó cố gắng chạy thì nó sẽ gặp con nai, nó sẽ giật con nai chết. Con nai đó cố gắng đi tới chỗ an lành, giống như mình nói rằng mình chứng ngộ niết bàn vậy đó, là chỗ an lành tuyệt đối. Thì cái con nai kia nó đã an lành rồi thì con chó kia là cái nghiệp thiện ác nó trổ sanh, nhưng mà nó không gặp được con nai nữa thì nó không thể nào giống như hạt giống mà nó không có đất thì nó không lên cây. Đó là điều chắc chắn. Thì Đức Phật nói nghiệp mà vô tợ hữu, nghiệp hữu tợ hữu, nghiệp hữu tợ vô, nghiệp vô tợ hữu, là Ngài nói những cái mà nghiệp mà vô tợ vô hữu tợ vô hữu, có nghĩa là nghiệp vô hữu mà tợ vô hữu, nghiệp mình thấy không có nhưng mà thật sự là không có. Nghiệp hữu tợ hữu, nghiệp có tợ có. Nghiệp hữu tợ tợ vô, nghiệp vô tợ hữu là nghiệp thấy không có nhưng mà có, nghiệp có mà không có. Thì đây là bốn cái vế mà chúng ta cần phải hiểu về cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Nhưng mà giữa Đại Nghiệp Phân Nghiệp Biệt và Tiểu Nghiệp Phân Biệt có phân tách một điểm chắc chắn là mình tạo nghiệp ác thì chắc chắn luân hồi mình sẽ hưởng cái quả ác. Mình tạo nghiệp thiện chắc chắn luân hồi mình sẽ hưởng cái quả thiện. Nhưng mà trong Đại Nghiệp Phân Biệt thì nói rằng nếu người nào nói rằng người làm ác là nhất định sanh vào cõi khổ thì điều đó Đức Phật không chấp nhận. Dù người đó có thấy đi vậy mà người đó tuyên bố chỉ có đây là chân thật, ngoài đó là hư vọng, thì Đức nói rằng người đó thấy nhưng mà người đó không thấy được lúc mà người đã chết ôm ấp cái chánh kiến, mà người đã làm lành luôn, người đã sanh lên cõi trời. Nhưng mà nếu mà người mà làm thiện nhưng mà ôm thì khi chết cũng sanh vào khổ cảnh, và người đó nói rằng chỉ có đây là chân thật, ngoài đó là hư vọng đó, thì người đã tuyên bố không chấp nhận người làm lành mà sanh vào cõi khổ. Điều này Đức Phật Ngài không chấp nhận. Thì Ngài nói rằng có những cái nghiệp ác nó có thể cho người đó sanh vào cõi khổ, trước đó người đó đã làm, bây giờ người đó phải hưởng kết quả như vậy. Đây là vài điều mà như là lời sư phụ Tề Siêu nói rằng cái bài học hôm nay có rất là nhiều điểm mà cần chư tăng thảo luận, nên con xin chấm dứt cái buổi giảng bây giờ thì 9 giờ 9 phút. Con xin chấm dứt cái buổi giảng bài học này để dành thời gian cho quý ngài thảo luận. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa. Dạ em. Thưa kính trân chủ tọa Pháp Tân, chủ tọa Pháp Đăng, với bài giảng vừa rồi, bạch chủ tọa Thầy Siêu, không biết chủ tọa có ở trước máy không? Nếu chủ tọa có trước máy, chủ tọa khoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi chủ tọa Thầy Siêu, chủ tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa, chắc thượng tọa Thầy Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy và nghe được, xin thượng tọa quan hệ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Quý Phật tử, dạ. Thượng tọa Pháp Tân, ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài dạy rằng có những người làm thiện ở trong đời sống hàng ngày, có người làm ác trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà cái cảnh giới thọ sanh ở trong kiếp kế tiếp đó, nó lại quyết định bởi cái giờ phút lâm chung.
nghĩa là Duy Phúc Lâm Chung sẽ can thiệp được. Thì Sư Tổ Quan Hỷ giải thích là tại sao có những người làm thiện mà giờ Phúc Lâm Chung đó họ lại có cái tâm trạng bất thiện, và tại sao có những giờ phút làm ác cả đời nhưng giờ Phúc Lâm Chung họ lại có cái tâm niệm thiện. Và với tâm niệm thiện, tâm niệm bất thiện thì người làm ác một cõi làm thiện một cõi khổ. Vậy cái quả họ làm thiện hay làm ác trong đời sống hàng ngày trước khi lâm chung đó nó có còn hay không, và nếu nó còn thì còn ở hình thức nào, xin giải rõ về điều này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Không, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Ở đây đó thì con nghĩ rằng với cái nghiệp thì thật sự ra thì khôn lường, bởi vì một trong những cái điều mà gọi là nghiệp quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Với một cái người mà phàm phu thì mình cũng không thể nào mình biết được hết. Chỉ có Đức Phật là Đức Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì Ngài mới là hiểu rõ được những cái sự diễn biến ở trong cái đời sống luân hồi của mỗi chúng sinh. Và chúng ta đã chỉ hiểu được qua những cái gì mà chúng ta học hiểu từ nơi kinh điển, sách vở. Thì theo con nghĩ rằng nghiệp á, thì chúng ta được biết đó là nó có những cái nghiệp trổ ra trong đời sống hiện tại, gọi là hiện báo nghiệp. Rồi có những cái nghiệp thì nó sẽ trổ ra cho cái đời kiếm đời sống kế tiếp, gọi là sanh báo nghiệp. Và có những cái nghiệp thì trổ ra bất cứ một cái đời sống luân hồi nào, khi nào mà nó có đủ điều kiện, yếu tố nhân duyên thì tự động trổ ra thôi. Thì ở đây đó, chỉ ngoại trừ vài cái trường hợp gọi là vô hiệu nghiệp, tức là trường hợp của Ngài Akulimala mà thôi. Thì ở đây đó, thì khi mà mình nói đến một cái người phàm phu thì cái nghiệp, ví dụ như là một người mà tạo cái điều ác đời sống hàng ngày, nhưng mà giờ phút lâm chung thì họ nghĩ đến cảnh thiện, thì cái trường hợp này đó, chúng ta thấy rằng nó cũng ít lắm. Bởi vì trong đời sống hàng ngày mà mình không có tạo được cái nghiệp thiện mà tạo cái nghiệp bất thiện không á, để rồi giờ phút lâm chung mà mình có thể nghĩ tưởng đến những cái cảnh thiện, cái cảnh thiện. Bởi vì những cái thường nghiệp trong đời sống hàng ngày mình tạo nó quyết định rất là quan trọng, nó quyết định rất quan trọng. Nó trở thành cái thường thân y duyên trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta tạo cái chủng tử thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày hay là ác nghiệp hàng ngày, nó rất là quan trọng. Nó tạo cho chúng ta có thể là dẫn đến cái đời sống mà trước khi chúng ta lâm chung thì chúng ta lại có những cái diễn cảnh, tức là chúng ta tiếp nhận được cái cảnh thiện hay là cái cảnh bất thiện. Cho nên nếu một người mà tạo cái nghiệp bất thiện thường xuyên ấy, thì khó bao giờ mà họ giờ là phúc lâm chung mà thấy được cái cảnh thiện. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một cái câu chuyện của một cụ bà có một cái người con xuất gia, bởi vì cái tình thương của người mẹ đối với người con ấy. Cho nên là bà trong đời sống hàng ngày thì bà cũng không có tạo cái việc thiện gì. Nhưng mà do rằng bà thương cái người con cho nên bà mai cái chiếc y. Cái y rồi bà nhuộm thành cái màu sậm hoại sắc đó. Nhưng mà vào phút giờ phút lâm chung thì bà thấy lửa.
Thì theo cái hiện tượng của một cái người mà thấy lửa như vậy đó, thì có khả năng là sanh ở địa ngục. Nhưng mà lúc đó rồi bà lại là có một cái tắc là nghĩ rằng lúc bà sinh thiền á, lúc bà lúc còn sinh tiền á, bà may cái chiếc y, bà thấy cái màu đỏ, bà lại nghĩ tưởng đến cái tác ý, nghĩ đến cái chiếc y mà do bà dâng cúng cho người con của bà, bởi vì người con của bà là xuất gia, cho nên bà sanh tâm quan nghĩ mà bà sanh được cái cảnh lành. Thì trường hợp nó cũng rất là ít trong cái đời sống hàng ngày. Do vậy đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái thường nghiệp nó không quyết định được đó, thì có thể là cận tử nghiệp. Nhưng mà cận tử nghiệp biết được đó thì chúng ta thấy rằng là nó có khả năng trổ ra, nhưng mà nó cũng khoảng một thời gian ngắn đấy, chừng khoảng bằng 7 ngày gì đó. Thì do rằng người đó phải thọ, nếu như một người đó cả đời làm thiện nhưng mà giờ phút lâm chung thấy được một cái điều gì đó do nghiệp hoặc nghiệp tướng nó hiện ra, hoặc là thú tướng nó hiện ra đấy, thì làm cho cái người đó họ nghĩ tưởng đến, rồi họ bắt cái cảnh xấu, cho nên là họ sanh vào khổ cảnh. Thì nếu mà sanh vào khổ cảnh trong khoảng thời gian 7 ngày đó, thì do cái năng lực của thiện nghiệp đời sống hàng ngày họ tạo đó, thì cũng có thể là khiến cho họ dẫn đến cái sự tái sanh ở trong cảnh giới an lành do thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày họ đã làm. Thì ví dụ như mình có nhiều khi bây giờ á, là mình tạo nghiệp thiện nhưng mà mình không thấy cái quả báo đâu á, nhưng mà toàn là cái nghiệp bất thiện nó trổ ra ở trong đời sống hàng ngày của mình, đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì chúng ta cũng biết đó là nghiệp nó liên quan đến đời sống quá khứ, rồi nó cũng liên quan đến đời sống hiện tại, và nó cũng liên quan đến đời sống tương lai. Cho nên là chúng ta đang sống ở đây có thể là một phần là chúng ta thọ hưởng cái quả của nghiệp do đời sống quá khứ chúng ta đã tạo. Bởi vì nó tốt lành hay là nó tốt hay là nó xấu hay là nó như thế nào đó, thiện nghiệp hay là quả thiện nghiệp hay quả của ác nghiệp, nó tạo ra là tùy thuộc vào quá khứ. Mặc dù trong đời sống hàng ngày mình có tạo thiện nghiệp nhưng mà nó không đủ, nó không đủ để nó trổ, thì cái điều đó nó không đủ thiện nghiệp để nó trổ. Ngoại trừ những cái gì gọi là hiện báo nghiệp, là do chúng ta, nếu mà nói thiện nghiệp á, là do chúng ta tu thiền thì chứng thiền á, mà chúng ta không có bị hoại thiền á, thì nó có thể gọi là sanh báo nghiệp trong đời sống kế tiếp, hoặc là hiện báo nghiệp trong đời sống kế tiếp, đời sống này, ví dụ vậy. Còn nếu hoặc là chúng ta gặp một cái vị mà cái vị mà có những cái quý như Đức Phật, hoặc là những vị mà vừa nhập thiền diệt đó, vừa xả ra đó, chúng ta có cái tác ý, có cái thành tâm để cúng dường đến các ngài, thì những cái trường hợp đó, đó có thể là trổ quả ra trong ngay đời sống hiện tại được, trổ quả thiện nghiệp ở trong đời sống hiện tại. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng một người Bà La Môn đó, là có hai vợ chồng mà chỉ có chiếc khố. Thì do rằng cái muốn dùng cái chiếc khố đó cho Đức, nhưng mà rồi mãi đắn đo, rồi cuối cùng mới quyết định là cúng dường cái chiếc đến với Đức Phật. Thì ông ta nói rằng mình đã chiến thắng được cái nội lòng của mình, bởi vì bao nhiêu ngày đã dằn vặt rồi đắn đo, cuối cùng để quyết định để cúng cái chiếc khố cho Đức Phật. Nhân cái quả đó, nếu mà ông không có, chúng ta thấy rằng nếu mà ông không có dằn vặt đắn đo nhiều lần để cúng dường cái chiếc khố đó cho Đức Phật đó, thì có lẽ là trổ quả rất là lớn, nhiều hơn nữa. Nhưng mà do ông đắn đo cái quả, cái thiện nghiệp á, nó trổ ra trong đời sống hiện tại liền, lúc giờ bấy giờ là vua Ba Sena Đí, tức là vua Ba Tư Nặc đó, rất là quan hệ. Nghe khi mà ông nói là ông chiến thắng được cái nội lòng, được cái sự giải thích từ nơi ông, thì vua đã ban cho nhiều cái lợi lộc, cái lợi tức, và đó là những cái quả
của thiện nghiệp do ông đã tạo mà nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại. Cho nên khi chúng ta tạo thiện nghiệp đó, thì phải là tạo thiện nghiệp thật mạnh, cực mạnh bằng cái sự nội tâm của chính mình. Bởi vì đó phải có cái niềm tin được vững, được lớn mạnh, rồi cái sự hiểu biết bằng cái trí tuệ của mình trong cái việc làm thiện sự của mình phải là cái sự hiểu biết bằng cái trí tuệ. Rồi chúng ta có cái sự chủ tâm trong cái thiện nghiệp đó chúng ta làm cực mạnh, thì may ra đó là cái yếu tố nội tại của chính mình, tức là mình có cái tâm được tác ý tốt như vậy, thì có lẽ là cái quả nó cũng có thể là trổ ra một cách mãnh liệt với cái đối tượng đó, là đối tượng bậc giải thoát hay là đối tượng là tăng chúng, đối tượng đó là những cái bậc mà đáng cung kính cúng dường thì có thể có. Rồi cái vật phẩm của chính mình, cái lễ phẩm của chính mình nó được trong sáng, trong sạch như thế nào thì nó có những cái quả để kết lại trong đời sống hiện tại hoặc là tương lai. Cho nên ở đây đó, con nghĩ rằng với một người mà tạo cái thiện nghiệp thì đó là cái chủng tử lành. Khi mà họ lâm chung thì họ có thể thấy được những cái cảnh đó, hoặc là hoan hỷ với cái cảnh đó. Thí dụ như một người mà thấy hình ảnh của Phật Pháp Tăng, họ thấy hình ảnh của tượng Phật, hoặc là thấy hình ảnh của tăng chúng, họ sanh tâm hoan hỷ. Bởi vì trong đời sống hàng ngày quen diện kiến với những cái đối tượng đó là Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và họ quen làm với những cái điều thiện. Chính vì họ quen những làm những điều thiện như vậy, cho nên khi trong tâm của họ lúc bấy giờ là nghiệp tướng, hay là nghiệp vật là nghiệp tướng đó, nó hướng đến diễn ra cái cảnh ở trong nội tâm, họ quan hỷ với cái cảnh đó, thì tự động thì họ sanh cảnh giới an lành. Cho nên cái nghiệp á, nếu mà mình nói rằng cái nghiệp làm mình tạo cái ác nghiệp á, nó không trổ, không có nghĩa là nó không trổ đâu, không phải là không có đâu. Rồi mình tạo cái thiện nghiệp nó chưa có trổ ra đó, thì chưa có quả, nó chưa có trổ ra đó, thì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng cái quả của thiện nghiệp chưa không có, không phải. Nó chưa có thời kỳ, nó chưa có đủ để chín mùi. Bởi vì trong cái tác lộ trình tâm của chính mình có những cái mà nó mạnh, nó yếu, rồi nó tương hợp ở trong bảy cái động lực tạo nghiệp đó. Thì có những động lực tạo nghiệp thì chúng ta trổ ra trong đời sống hiện tại, có những động lực thì nó trổ ra trong đời sống kế tiếp, và có những động lực nghiệp tạo nghiệp thì nó có thể trổ ra bất cứ đời sống nào. Cho nên là chúng ta thấy rằng là mình cứ tu tập những cái thiện nghiệp thì mai ra những thiện nghiệp đó nó có thể, ở đây nó không phải là san bằng, nó không phải là đánh đổi, nhưng mà với cái thiện nghiệp chúng ta làm đó nó lớn mạnh thì nó có thể đi những cái ác nghiệp một phần nào đó, nó không trổ, nó lấn áp đi, nó lấn áp đi. Cho nên là khi mà mình tạo được những cái thiện nghiệp á, như trong cái bài kinh Hạt Muối đó, thuộc Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng nếu như một người mà có tạo cái ác nghiệp, và một ít của ác nghiệp mà khi họ tạo cái thiện nghiệp nhiều hơn ấy, thì may ra cái thiện nghiệp đó nó lấn áp đi cái quả của ác nghiệp, cho nên nó không trổ. Như là Đức Phật ví dụ như là một nắm muối mà chúng ta bỏ vào trong cái chén, cái tô thì nó sẽ mặn, nhưng mà một nắm muối mà chúng ta rải xuống cả cái hồ, cái ao như vậy thì nó không mặn, nó không mặn được. Thì cũng như vậy, khi mà một người tạo thiện nghiệp nhiều hơn ác nghiệp thì cái ác nghiệp nó không có khả năng để nó trổ, nó bị hạn chế đi, và nó có thể nó bị mất đi. Chúng ta không nói đánh đổi, nhưng mà san bằng, nhưng mà rõ ràng là khi mà mình tạo thiện nghiệp nhiều
thì ác, cái quả của ác nghiệp nó không có khả năng để trổ. Nhưng mà chúng ta cũng tin rằng là khi mà mình tạo cái thiện nghiệp, ác nghiệp gì, cái quả nó cũng sẽ đến. Nếu chúng ta không nếu chúng ta không biết cách để tạo thiện nghiệp cho lớn mạnh thì nó có thể trổ ra trong đời sống. Thì theo con nghĩ đó là trong đời sống hàng ngày, bởi cái sự chủ tâm của mình thì nó dễ dàng tạo ra cái nghiệp. Và do vậy đó thì mình phải quân tu, quân tập cho cái đời sống thiện nghiệp, cả lời nói, suy nghĩ và cái hành động của mình, tức là thân khẩu và ý, cho được tốt đẹp, tránh xa bớt những cái ác nghiệp và tu tập những cái thiện nghiệp nhiều đó, thì may ra cái thiện nghiệp nó sẽ lấn áp đi. Cho nên có những cái nghiệp mà nó trổ ra trong đời sống hiện tại chúng ta thấy, rồi có khi thì chúng ta bị lãnh lấy cái quả của ác nghiệp là do chúng ta đã tạo ngay trong đời sống kế tiếp, là sau khi mình mệnh chung thì mình tái sanh cảnh giới nào đó thì mình nhận lấy cái quả của thiện nghiệp và ác nghiệp đó. Có những loại nghiệp thì nó trổ ra bất cứ một cái đời sống luân hồi nào chúng ta nhận. Ví dụ như chúng ta đang khuây, đang khỏe thì tự nhiên một ác nghiệp nào đó trổ ra làm cho chúng ta phải nạn tai, làm cho chúng ta phải việc này việc kia. Thì chúng ta phải tin rằng với cái thiện nghiệp, với cái nghiệp nó chi phối cả cái đời sống luân hồi của chúng ta. Như vậy thì ở đây con nghĩ rằng là trong cái đời sống về nhìn về nghiệp thì đó là một cái điều mà như Đức Phật đã nói đó, là nó bất khả tư nghị. Chỉ có Đức Phật Ngài mới giải thích được cho hết toàn bộ. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu được những cái gì mà được kinh điển để lại, những gì mà được các vị trưởng lão, các cái vị tôn túc như Đức Phật Đại Ngài đã để lại cho chúng ta qua kinh điển, thì chúng ta sẽ hiểu và tin như vậy về vấn đề nghiệp. Thì con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thưa quý trình trường tổ pháp tinh, bệnh trường tọa chút xíu, trường tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu trường tọa nghe được, dạ. Bệnh trường tọa chút xíu, ở trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài dạy một điều đó là có những vị mà đắc đạo, có những vị chứng thiền của thần thông mà thấy được chúng sanh sanh về cõi này, sanh cõi kia, tức là có thiên nhãn thông. Nhưng mà vị đó lại không biết đích xác là tại sao có những người làm ác vẫn sanh về cõi vui, có những người làm thiện sanh về cõi khổ, tức là không có sanh tử minh, phải không? Thì thường ta nói sanh tử minh với nó giống như thiên nhãn thông, nhưng trong trường hợp này thì có vẻ như thiên nhãn thông, thiên nhãn và sanh tử nó khác nhau. Và thì tôi có nghĩ nói thêm nữa là Đức Phật dạy rằng một người làm thiện và làm ác là một lẽ trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cái cảnh giới thọ sanh là quyết định ở giờ phút lâm chung, và đồng thời nó đi với cái chuyện gọi là tà kiến và chánh kiến nữa. Thì Thượng Tọa sẽ giải thích tại sao một người làm thiện mà lại có những tà kiến, và tại sao những người làm ác mà đôi khi họ có chánh kiến. Thì xin Thượng Tọa quan hệ giải rõ về hành này. Kính cùng thỉnh Thượng Tọa. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Trong cái câu hỏi Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu, nó có nhiều vấn đề chúng tôi nghe không kịp. Chúng tôi chỉ trả lời vào vấn đề thôi. Là cái người thiện có đôi khi
khởi lên cái tà kiến trong dục quốc đông chung. Câu thóc lần hai là câu chúng tôi sẽ trả lời theo hai vế. Thứ nhất là tại sao có những vị chứng thì nhãn mà không có sanh tử minh. Chúng tôi sẽ trả lời với câu hỏi đó trước. Ở đây thưa quý vị, thi nhãn đến từ chấp khúc, tức là một cái năng lực thần thông mà nó dựa vào con mắt, dựa vào con mắt thịt của mình để thấy những cái xa và những cái vi tế nhỏ. Một người có cái khuynh hướng, một vị hành giả có cái khuynh hướng chỉ cần thấy được những cái hình ảnh của cái loài phi nhân, khi họ tác ý như vậy thì họ chỉ chứng được khi nhãn thấy cái đó thôi. Còn cái vấn đề mà sanh tử minh đó, một vị chứng thi nhãn nhưng mà vị đó có cái khuynh hướng dạ thưa tổ, qua hiện tầm biết lệ ở trong room không còn nghe được nữa. Xin lỗi, từ xíu có nghe được không? Nếu chúng tôi nghe được, chúng tôi có thể commit lại. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Một người có sanh tử minh, tức là họ có cái sự thấy biết chúng sanh tái sanh từ chỗ này đến chỗ khác, do nhân như vậy, do cái nghiệp lực như vậy. Cái này nó thuộc về cái chánh tri kiến nữa, tức là chánh tri kiến về nghiệp quả. Chứ còn nếu như một người chỉ đắc thi nhãn thông mà chỉ thấy loài hữu tình đi tái sanh từ ở xuất hiện ở đằng kia, xuất hiện ở chỗ này dạng như vậy, họ chỉ thấy được, nhưng mà họ không có cái khuynh hướng chánh kiến thì họ sẽ không nhận ra được là người đó, chúng sanh đó tái sanh do cái nghiệp lực gì. Chúng ta thường nghe trong kinh mô tả về cái vị như Đức Bồ Tát, Đức Phật, khi mà Ngài đắc được canh đầu, đắc được túc mạng thông, canh giữa đắc được sanh tử thông đó, sanh tử minh đó. Thì mô tả như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây phải là một người có cái trí tuệ và có cái sự thấy biết đúng theo cái nghiệp báo nhân quả. Chúng sanh này do cái hành động ác hoặc thiện pháp, hoặc là không có kính phục vật sa môn và la môn, có tà kiến, cho nên chết ở chỗ này phải sanh lại kia như vậy, có thân tướng như vậy. Còn những chúng sanh mà sanh về cõi trời là do những chúng sanh đó đã tạo những thiện nghiệp, có niềm tin, có giới hạnh và chánh tri kiến v.v. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây sanh tử minh là một thiên nhãn đặc biệt hơn là thiên nhãn thông. Còn thiên nhãn thông ngoại đạo, các vị hoặc là các vị ẩn sĩ hay các vị đạo sĩ, họ cũng có thể chứng được như thường. Và đối với họ thì nó không có liên quan đến cái vấn đề chánh kiến, liên quan đến vấn đề tình lý như quả nghiệp báo v.v. Họ không có thấy rõ cái điều đó. Đó là cái vế. Còn cái vế thứ hai đó, thì ở đây thưa quý vị, chúng ta thấy một người làm việc thiện, nhưng mà trong cái giờ phút bên chung đó, họ khởi lên một cái ác tà kiến. Thì cái vấn đề này cũng không có cái gì là lạ, là bởi vì khi họ chưa phải là một bậc tu đạo quần, cho nên ngay trong lúc họ sinh hoạt bình thường, họ tạo các cái thiện nghiệp, họ làm những cái việc từ thiện đó, thì nó xen kẽ vào đó, tức là cái sự chấp sai hiểu lầm
thì cái trường hợp này gọi là bất thiện trở cho thiện bằng thường cận nghi duyên. Thì với người đó khi mà làm phước một cái tri kiến hồi hợp như vậy thì họ khởi lên cái tà kiến, cái điều đó không có gì lạ. Như chúng ta thấy trong số các Phật tử chúng ta, những người cư sĩ bên ngoài, kể cả Phật tử Nam, Phật tử Bất Tông, quý vị, chỉ trừ ra có người nào nghe pháp, hiểu pháp và có chánh tri kiến rõ ràng thì người đó khi mà làm thiện họ mới khởi lên cái, họ mới có hợp trí, chánh tri kiến. Còn đối với những người chúng ta thấy họ hời hợt trong cái việc mà học pháp, hiểu pháp, thấy họ làm thiện đó, họ cũng đi chùa, họ cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng trai tăng, họ cũng là tích cực làm cái công tác từ thiện, giúp đỡ cho người nghèo khổ, vân vân. Thấy họ làm như vậy, nhưng mà khi mà nói chuyện với họ đó, hoặc là khi hỏi mình một vài điều, thì thấy rõ ràng là họ còn mang đậm nét tà kiến, mang đậm nét tà kiến, chứ không phải là cái người làm thiện mà luôn luôn có chánh kiến đâu. Chính vì vậy, trong giờ phút lâm chung, họ có thể khởi lên tà kiến không dễ. Một cái ý nghĩa thứ hai đó là nói rằng một người làm thiện giờ phút cận tử họ chấp một cái tà kiến. Thực ra trong trường hợp này, mặc dù gọi là mít cha mít thí, ở trong chánh tạng gọi là mít cha quyết thành nhất thiết, hay là samadhi samatha samadina, hoặc là minh cha nhất thiết samatha samadina, tức là trong Maranakale Vasamhuti Vichadithi Samatha Samadina, tức là trong giờ phút lâm chung một cái tà kiến được chấp thủ nên người đó thân quả lâm chung sanh được khỏi khác. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái chữ tà kiến hay chánh kiến ở đây đó, nó không hẳn là để chỉ cho thường kiến, đoạn kiến, mà cái chữ chữ này có nghĩa là trong giờ phút đó có ý nghĩ lầm lạc, cái ý nghĩ sai quấy, như hòa hậu Malika chẳng hạn. Thì trong giờ phút lâm chung đó, thay vì nghĩ an trú trong thiện pháp, nghĩ đến thiện pháp, quan hỷ trong thiện pháp mình đã làm, nhưng mà trong lúc đó bà khởi lên, bà chỉ bị ám ảnh bởi cái hành động dối gạt vua chồng để vua Vasenadi tự nhận cái khuyết điểm, cái lỗi về ông ta, nhưng mà kỳ thật thì chính bà đã phạm cái lỗi. Thì khi mà bị ám ảnh như vậy đó, cái ám ảnh đó nó thuộc về bất thiện pháp, nó sai đi. Do vậy cho nên ở đây cũng gọi là tà kiến. Thì như vậy, nếu mà nói theo cái nghĩa thứ hai này thì chúng ta thấy rõ là một người mặc dù họ làm thiện
Nhưng mà vì họ còn phàm phu, do đó cho nên những cái phiền não đó nó mạnh hơn, thì có thể nó khởi lên cho một người trong giờ phút lâm chung. Cái chuyện đó thì cũng dễ thôi chứ quý vị, cũng dễ hiểu thôi. Cho nên ở trong cái vế thứ hai trong câu hỏi thì chúng ta nói rằng thiện là thiện, nhưng mà chúng sanh phàm phu thì thấy là việc thiện như vậy đó, nhưng mà vẫn còn tà kiến, và tà kiến có thể sinh khởi. Cái chuyện đó không có khó khăn gì để hiểu. Thứ hai nữa là dù cho làm thiện, nhưng mà vì còn phiền não nặng nề, nên có những lúc mà họ khởi lên những cái tư tưởng bất thiện, tư tưởng quấy ác, thì trong trường hợp đó cũng được xem như là khởi lên chấp theo cái tạp kiến, chấp theo cái sự sai lạc. Bởi vậy người làm thiện chưa chắc là sau khi mệnh chung mà họ hoàn toàn được sanh về cõi trời. Có đôi khi do cái nghiệp trước nó chi phối, hoặc là trong giờ phút lâm chung người này khởi lên một cái ý nghĩ lầm lạc, thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 2 gồm hai vế như vậy. Nó vô thời gian. Sao thú ký trân Thị Tòa Thị Siêu. Bà Thị Tòa Thị Siêu, nhân Thị Tòa đang nói chuyện đó, xin Tòa Thị Tòa Quang Hỷ trả lời thêm một câu nữa là chúng ta biết vào giờ phút lâm chung có những thứ nó trạng lại trong tâm tư của chúng ta, như là nghiệp hay là nghiệp tướng, karma hay là karma nimitta, thậm chí là mình nói cái cảnh giới tái sanh nó cũng trạng là thú tướng. Thì những cái can thiệp của nghiệp tướng, thú tướng đó, nó có hẳn là luôn luôn nó liên quan tới cái hành nghiệp trong đời sống hàng ngày chúng ta hay không? Ví dụ người ta nói rằng cái người thầy giáo có thể thấy cuộc phấn hay tấm bảng, hay là cái người ca hát họ thấy cây đàn, họ thấy microphone chẳng hạn, chúng ta nói karma nimitta. Nhưng mà những cái nghiệp tướng như vậy nó chi phối là do thường nghiệp hay là do cái gì đặc biệt không? Và Thì tôi nghĩ cũng giải thích thêm là tại sao có những người họ mang cái tâm trạng mà rất là tốt. Ví dụ một vị tỳ kheo ở trong túc sinh viện đời Đức Phật Kassapa, vị đó chỉ làm đứt cái dây leo thôi, nhưng do vô tình nắm phải, nhưng mà rồi vị đó hối hận lúc bắt là mình đã làm đứt dây đó, thì vị đó vẫn sa đọa, vẫn sanh vào. Như vậy là cái gì sanh vào là do cái tâm hối tiếc hay là do cái nghiệp làm đứt dây đó? Xin kính thưa Thầy Tòa, Sư Quang Hỷ giảng rõ về điều này. Nam mô Bổn Thầy. Cái câu thảo luận kế tiếp thì nó cũng gồm có hai vế. Chắc có lẽ là Thượng Tổ Quan Hỷ ghi dùm lúc về câu chuyện nó nhiều quá, cho nên chúng ta hay nhớ cái gần mà không nhớ cái câu nói xa, hoặc là có đôi khi không nhớ câu nào hết. Dạ, thứ nhất
là cái gì làm duyên cho nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng trong giờ phút tâm chung. Bây giờ trả lời cái câu này trước. Ở đây thưa quý vị, cũng đồng thời là làm thiện, nhưng mà có người những phút lâm chung cái nghiệp thiện đó, cái sở hành đó nó chi phối, hoặc là giữ cái vật dụng mà nó liên quan đến cái công việc làm đó đã chi phối, gọi là nghiệp tướng, hoặc là nó trạng bỗng nhiên nó trạng lên một cái hình ảnh nó liên quan đến cái hạnh nghiệp mà người đó đã làm, gọi là thú tướng. Chúng ta sẽ nói vấn đề này. Thí dụ như bây giờ một người làm thiện, đi chùa cúng dường bông hoa đến Đức Phật hay đảnh lễ Đức Phật, thì khi mà giờ phút sắp lâm chung đó, thì nghiệp chi phối, cái nghiệp thiện này chi phối tâm người đó. Người đó họ thấy như là trong chất chim bao vậy đó. Họ thấy họ đang đi đến được cái chùa đối diện trước kim thân Phật, họ đảnh lễ Đức Phật, hay là họ thấy họ đi đến chùa họ đảnh lễ tăng chúng vân vân. Cái đó gọi là nghiệp. Hoặc như một người làm việc ác, sát sanh trộm cắp vân vân, thì trong giờ phút lâm chung bỗng nhiên họ bị ám ảnh bởi cái hành động, họ thấy họ đang giết một cái khu vực, hoặc là họ đang trộm cắp vân vân, đang trộm cắp một món đồ, thì cái đó được gọi là nghiệp tâm mắt. Còn nói đến nghiệp tướng tâm mắt niệm bích, tâm mắt niệm bích tán, thì ở đây cái hiện tượng nó liên quan đến cái hành động. Thí dụ bây giờ cái người đi, họ thường đi đến chùa đảnh lễ Đức Phật, họ cúng dường bông hoa đến Đức Phật chẳng hạn, thì trong giờ phút lâm chung họ nhìn thấy bông hoa đẹp được trưng đầy hết, thì nó liên quan đến cái nghiệp, đến cái hành động, thì chúng ta gọi đó nghiệp tướng. Còn như cái người mà sát sanh, thí dụ như thường ngày cái con dao mà họ dùng để họ giết mổ con vật chẳng hạn, hay là cái súng hoặc là cái lưỡi câu để họ sát sanh, họ giết hại chúng sinh khác, bắn săn bắn, hoặc là họ câu cá, lúc giờ phút lâm chung họ bị ám ảnh, họ thấy lưỡi câu văng đầy khắp trước mặt họ, hoặc là họ đang lúng túng ở trong một cái mạng lưới, cái đó gọi là thú tướng ác, hay gọi là nghiệp tướng ác, hay gọi ác nghiệp tướng. Còn bây giờ nói về thú tướng, tướng niệm bất tác, gạch tiếng niệm bất tác ở đây tức là cái hiện tượng về cái hiện tượng điềm báo về cảnh giới tái sanh. Thí dụ một người họ lâm chung điện, thì do
làm điều thiện mạnh mẽ ngay trong giờ lúc đó, giờ phút lâm chung đó. Cái họ thấy cái cảnh đền đài nguy nga tráng lệ, hoặc là họ thấy những cái lâu đài bền bồng ở giữa hư không, hoặc là thấy hình ảnh chư thiên rồi chẳng hạn, thì cái đó là thú tướng, là tín hình bất tá thiện, là để báo hiệu cho biết rằng cái cảnh tác sanh của họ là sẽ là cảnh trời vân vân. Còn đối với cái người làm ác đó, thì cái tín hình bất tá là thú tướng của họ, là trong giờ phút lâm chung tự nhiên họ cảm thấy họ lạc vào ở đâu đó mà chung quanh lửa cháy đầy hết bao vây họ, thì cái đó là thú tướng địa ngục. Hoặc là họ thấy họ lạc vào ở giữa một cái đống rác hôi hám, chỗ bùn lầy đen tối vân vân, thì như vậy đó, là cái thú tướng thuộc ngạ quỷ, hay là thú tướng thuộc về bằng xanh vân vân. Thì như vậy đó, chúng ta phải hiểu rằng là mỗi một người, mỗi một chúng sanh giờ phút lâm chung có thể bị chi phối bởi nghiệp cản lại cái hành động của họ, hoặc là bị ám ảnh bởi cái vật dụng mà liên quan đến cái nghề nghiệp, cái nghiệp lành của họ, hoặc là nó khởi lên một cái hình ảnh, đó là hiện tượng của cảnh giới mà họ sẽ phải tái sanh. Thì ba cái đó nó chi phối. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng cái đó là do cái duyên gì mà tạo. Thì ở đây nói theo diệu pháp là, thì ở đây nó có hai trường hợp, chúng ta nói ba trường hợp. Một là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, Aramana Pachaya, Aramana Thipati Pachaya, và thường cận y duyên, Vattopadisaya Pachaya. Cảnh duyên thì chỉ là thông thường thôi, nhưng mà cảnh trưởng duyên đó, bình thường khi họ làm cái điều gì, họ suy nghĩ đến cái việc thiện đó mạnh mẽ, hoặc là họ suy nghĩ đến cái việc ác một cách là mạnh mẽ, sâu sắc, thì chính cái mạnh mẽ, sâu sắc, cái cảnh trưởng đó nó đập mạnh vào trong tiềm thức của họ, họ dễ khởi lên nghiệp, nghiệp tướng, thu tướng trong giờ phút lâm chung lắm. Còn như thường tận y duyên á, một người họ có cái thói quen làm thiện, hoặc là họ có cái thói quen làm ác, thì chính cái thói quen, cái tập khí đó đó, nó sẽ trở thành một cái sức mạnh để mà nó trạng lên. Nghiệp, nghiệp tướng, thu tướng trong giờ phút lâm chung là có cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và thường cận y duyên. Thì đó là cái vế thứ hai chúng tôi trả lời cho xong. Có những tâm trạng dường như là thiện, nhưng mà sự hối tiếc về giới hạnh khiến cho tái sanh rồi vỡ khổ. Vậy vỡ khổ ở trợ sanh cho nguyên nhân gì? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây, như vị tỳ kheo vào thời Đức Phật Kassapa, vị đó trong lúc mà đi có gian tàu thuyền để đi đến một khi mà tàu thuyền mà tấp vào bờ, vì đứa bước lên bờ vì nước chảy xiết, vì đó nắm lấy cái bụi cỏ tranh và làm đứt cụm cỏ, đứt cụm cỏ tranh, bụi cỏ tranh đó đi. Thì vị này mang nặng cái tâm tư hối hận về cái giới mà mình, cái giới đó mà mình không có sám hối được, đi tìm vị tỳ kheo thứ hai ở trong rừng rất là khó. Cho nên mặc dù cuộc đời của vị đó giữ giới tốt đẹp, nhưng mà vị đó vì do cái tâm cốt cô chấp, tức là cái tâm hối hận, tâm rai rứt,
chính cái tâm hối hận, tâm say trước đó, nó trở thành một cái loại nghiệp, ý nghiệp đó. Chính cái ý nghiệp này mà nó đưa đến cái sự tái sanh, vị đó tái sanh làm Long Vương, tái sanh làm Long Vương ở tại cái vùng sông đó. Thì thưa quý vị, mặc dù hình thức là vị đó vì quá nghiêm nhặt, trong vị đó nghiêm nhặt trong vấn đề giới luật, một cái giới nhỏ cũng không dám để cho phạm, thì mình thấy cái hành động này là tốt rồi. Thế nhưng giờ vô đông chung vị đó phải tái sanh vào cái cảnh giới bàn sanh, chúng ta nghĩ tại sao vậy, tội nghiệp quá. Một vị giữ giới nghiêm nhặt như vậy, đến nỗi một cái lỗi nhỏ nhặt mà cũng còn sợ, thì chúng ta nói chính vì cái chỗ mà sợ đó, cái chỗ mà hối tiếc đó, cái chỗ đó mới dẫn đi tái sanh trong giờ phút luân chung, rất là nguy hiểm thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu khi mà chúng ta làm việc thiện thì chúng ta ráng nhớ nhiều, chúng ta nên có cái sự quan hỷ thường xuyên, như là tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên, thường để cho tâm của mình nó mạnh mẽ. Còn khi mà đã lỡ làm cái việc ác gì rồi đó, đừng bao giờ nhắc lại, đừng bao giờ để cho cái tâm hối tiếc nó sinh khởi, cái tâm ân hận nó sinh khởi. Vì nếu mình ân hận, mình hối tiếc như vậy đó, nó trở thành cái thường cận y duyên, nó thúc đẩy cho cái tâm bất thiện trong giờ phút lâm chung nó khởi lên, thì rất là nguy hiểm cho cái sự tái sanh. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 và có hai vế như thế. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, xin kính trình thượng tọa giảng đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa thầy sư. Thú vị, đề tài về nghiệp quả thực là một đề tài rất là rộng, chúng ta không thể nào ở trong một vài buổi học mà chúng ta đề cập nhiều vấn đề được. Nhưng mà chúng ta sẽ có dịp để trở lại trong những bài kinh sau này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, kính chuyên chư tăng đã vào Rung để thuyết giảng. Đến lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chư nhiệm ớp sư Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiện an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân sa phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro da lang ho tu sa phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon da lang ho tu sa phang su lang ga lang ga khan tu sa sinh hoạt hôm nay đến đây đã. Ban điều hành lớp Phật pháp Bích Thá Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Thá.